trình ấy, một trong lớp có hai mấy đứa nhưng mà một cô giáo làm sao lo hết, tại vì mình chia 50-50 là giữa Anh và tiếng Mỹ, tiếng Việt nữa, thì làm sao mình xem hết. Và bài dở càng lớp lên lớp khó thì càng viết văn, rồi mình có viết giống như Việt Nam hay không, mình có bắt đặt câu rồi mình, rồi tại vì như Chelsea là mất dấu rồi, coi như mất gốc của cái có nghĩa là nói được đọc được, nhưng mà khi mà bỏ dấu vô mình bị loạn, mình bị confused, dấu sắc dấu huyền này kia, mình phải ngồi suy nghĩ ra giống như căn nhà dấu sắc hay dấu huyền như vậy trong đầu mình mới nhớ. Thì khi mà mình dạy những em đó, làm sao mình dạy cho những em mới nhớ thuộc bài dấu sắc dấu huyền dấu ngã, lúc nào bỏ dấu, lúc nào không bỏ dấu, có những cái về đó chị nha. Thì lúc mà đi kiếm cách dạy, tại vì mình dạy mẫu giáo mà lúc mà mới bắt đầu chương trình thì mình dạy lớp 1 đó, cho nên cũng phải giúp cho các em, ủa làm sao mà biết dấu, thì đi tìm tôi thì thấy là có những cái vẻ dấu như là nghe vẻ các dấu, thì các em cũng nghêu ngao hát theo, rồi từ từ các em nhập tâm, rồi được thấy hình, thấy dấu sắc thì cái poster của mình thì có cái máy bay đi lên, cái giọng mình đi lên. Còn nếu mà dấu huyền, mình có một người driver đã giúp các em biết là cái giọng của mình, tiếng của mình phải đi xuống một chút xíu. Tương tự như vậy, hay là làm những cái sách nhỏ nhỏ, các em tập viết dấu thì các em từ từ các em nhập tâm đó cô. Thank you. Ở đây em hỏi anh thêm, như là một người phụ huynh bận rộn lo đi làm kiếm tiền này kia, rồi những khi mà mình bỏ lỡ con em, mình muốn con em thành công, muốn trong chương trình song ngữ, nhưng mà bây giờ mình về mình mệt quá, mình không có thời gian để giúp đỡ cho con em mình nữa, mà con em thì thích không thích ông bà giúp đỡ, chỉ giúp thích ba hay thích mẹ để giúp thôi. Thì làm những cách nào mà mình làm cho em, nhiều khi mình bận quá, mình mệt quá, hay là như Chelsea không biết tiếng Việt, làm sao mà dạy được? Đúng rồi, thì cô giáo với lại cô hiệu trưởng với lại nhiều người phụ huynh, người ta cũng hiểu rằng là đó là thật ra là đời sống ở bên Mỹ. Không? Ai cũng bận rộn, có nhiều người có hai việc ba việc, phải không? Nên như vậy á, nên cái cộng đồng của trường đậu The Mill, mấy người phụ huynh á, tụi tôi muốn giúp cả mấy người học sinh ở đó, nên một đó là bà hiệu trưởng năm nay mới lại mấy cô giáo đã bắt đầu làm một cái homework club. Đúng rồi, cái homework club đó là thật ra có nhiều người bố mẹ người Việt nhưng mà không nói tiếng Việt nên không có thể nào giúp được về làm bài, rồi có nhiều người cũng như người Mỹ hay là người Mỹ trắng đó, người ta muốn con người ta học tiếng Việt nhưng mà người ta không có thể nào giúp được bài. Nên cái homework club nó có thể giúp được. Mới lại cái thứ hai mà Annie có thể nói chuyện thêm vào á, là lúc mà học song ngữ ở bên Mỹ là thường thường người ta gọi là bilingualism, phải không? Mà trong như vậy á, là phải biết đọc, biết nghe, biết viết, phải không cô? Biết nói nữa, phải không? Nên cái chuyện mà cũng như là về xã hội Việt Nam á, thì lúc buổi sáng đó, thường thường đâu có dạy, tại vì lúc đó là mấy cô giáo đang dạy toán hay là khoa học hay là cái gì đó, nên năm nay mình mới cũng như là có cái Vietnamese Culture Club cho đường The Mill. Thì từ ấy nói thêm một tí là các em nó sẽ được học cái chương trình Việt ngữ tùy theo trình độ. Và cái repetition, tất nhiên là các em sẽ lặp đi lặp lại rất là nhiều. Và cái ban giảng huấn ở trường The Mill thì rất là giỏi. Các cô từ lớp mẫu giáo chuyển tiếp, lớp vườn trẻ, từ ấy đã có cơ hội ngồi trong phần lớn các cái lớp học đó. Và từ ấy rất là thương các cô, vì các cô phải rất là yêu nghề, rất là thương các em thì mới làm cái công việc này được. Như Chelsea biết đó, là một cái cô giáo mà dạy cái lớp bình thường thì cổ chỉ có 25 em. Nhưng mà các cô dạy song ngữ đó thì các cô có thể có tới 50 em. Tại sao từ ái lại nói là 50 em? Tại vì hồi lúc đầu thì cô hiệu trưởng đã có chia sẻ là các em học 50-50. Thì cái 50-50 là như thế nào? Thí dụ như từ ái nói rõ ràng hơn là cô Quỳnh Trâm dạy tiếng Anh, từ ái dạy tiếng Việt. Thì nửa giờ đầu, 3 tiếng đầu cô Quỳnh Trâm dạy 25 em này tiếng Anh, từ ái dạy 25 này tiếng Việt.
nhưng mà 3 tiếng đồng hồ sau thì mình đổi. Yeah, thế là cái gia đình của Từ Ái nó lại dời qua bên cái gia đình của cô Quỳnh Trâm. Cô Quỳnh Trâm lại dạy tiếng Anh cho 25 cái em kia và Từ Ái lại dạy tiếng Việt cho 25 em này. Thế là mình cùng nhau có 50 em và mình lại phải làm cái phiếu điểm và mình phải chấm bài cho cả 50 em đó. Cho nên tại sao mà phụ huynh hay đến giúp trong lớp nhiều cho cái chương trình song ngữ nói riêng. Nhưng mà Từ Ái cảm thấy là không cần biết là nếu mà con em của quý vị học chương trình tiếng Anh không hay là chương trình song ngữ, quý vị cũng nên, nếu mà muốn hiểu biết thêm cái đời sống học đường của con thì nên đến trường. Đến trường và tham gia những cái hoạt động ở trường chung với con của mình để con của mình có một cái tuổi thơ nó đẹp và nó ghi nhớ, nó có những cái gì đó nó mật thiết giữa cha mẹ và con cái. Không riêng gì về cái chương trình song ngữ, nhưng mà cái chương trình song ngữ thì như Chelsea biết là các cô không những là dạy 25 mà dạy 50 em, thì các cô phải làm việc rất là nhiều, chấm bài, và các cô nhiều khi các cô lại phải coach những cái em mà như là anh Văn vừa nói là không phải là nói thuần túy tiếng Việt mà các em nói những cái ngôn ngữ khác, thì các cô phải giúp thêm cho các em đó bằng cách là chỉ cho bố mẹ là ô về nhà đó em có thể xem cái chương trình này trên internet, nó có những cái website, nó có những cái đọc sách trên internet mà các phụ huynh có thể ngồi đó và làm chung với các em. Yeah, cảm ơn anh chị đây. Thì Chelsea đang suy nghĩ đến là Việt Nam mình có câu là ti học lễ hậu học văn, phải không? Thì mình đâu phải chỉ dạy những em nó nói tiếng Việt Nam hay là nghe đọc không, nhưng mà mình dạy luôn cái cách lễ phép của người Việt Nam mình. Thì đối với anh là một người phụ huynh, thì anh thấy con anh có gì khác như là những đứa trẻ mà không có nằm trong chương trình Việt Nam? Thì mình không phải nói là ai học trong chương trình Việt Nam mới được cái học mà manners mà cái truyền thống của mình, nhưng mà đa số đa phần thì anh thấy con em có gì khác tốt hơn không? Thưa Chelsea, hồi nhỏ Văn có ông bà ngoại, ông bà nội, mà Văn nhớ là ông bà dạy là dạy cũng như là vào nhà lại phải khoanh tay, yeah, phải không? Khoanh tay để dạ, rồi hỏi ông bà có mạnh khỏe không, phải không? Nói chuyện với nhau. Nhưng mà Văn thấy là bây giờ thế hệ bây giờ có nhiều người, có nhiều đứa bé nó vào trong phòng nó cũng lơ ông bà đi, không có nói gì hết cả. Yeah. Hai năm trước đây Văn thấy một cô giáo, cô Trần ở trường The Mill. Lúc mà cô vào, cô đã dạy tất cả học sinh đứng dậy, khoanh tay, chào. Văn thấy cái đó là rất là hay. Tại vì thật ra là cái đó là cũng như là nó là một người con Việt Nam, mà cũng như là nói làm sao, Annie? Cũng như là tức là sanh ở Mỹ nhưng đúng mà lại rồi, có cái lễ phép của người Việt Nam, tức là mình hài hòa cả hai cái văn hóa. Mình có thể đem cái sự lễ phép, cái nền móng của người Việt Nam mình, và mình hòa nhập với cái nền văn minh của người Mỹ, thì nó rất là tuyệt vời. Rất tiếc mình không còn đủ thời gian không nữa. Sao, dạ, thì bây giờ mình chỉ còn có một phút nữa để mình nói thêm. Thì trước khi mình chia tay chương trình Góc Khuất mà mình nói về hôm nay là song ngữ của trường The Mill, thì anh chị có lời nhắn gì mà gửi đến quý vị khán giả? Chắc mình bắt đầu từ anh Văn. Xong mình đi vòng vòng quá. Thưa quý vị, có nhiều người Văn đã gặp cứ tưởng là trường The Mill là làm sao, là trường mà cũng là mình phải trả tiền để đi học. Đây là thật ra là trường trong khu vực Westminster, miễn phí. Nên Văn xin quý vị đừng có sợ về cái chuyện đó. Nếu mà quý vị muốn con của quý vị hay là cháu của quý vị muốn học tiếng Việt Nam, xin quý vị gọi telephone cho trường The Mill Elementary School để hỏi về cái chương trình song ngữ này. Dạ vâng, quý vị muốn cho con em mình học tiếng Việt thì xin mời quý vị tới tham quan trường để biết là các em học trong chương trình song ngữ như thế nào, biết hai ngôn, không những là biết hai ngôn ngữ mà còn biết về văn hóa của hai ngôn ngữ nữa, thưa quý vị. Dạ, xin kính mời. Xin kính chào quý vị và cảm ơn Chelsea đã cho cơ hội
cho Từ Ái đến đây để chia sẻ với quý vị. Và Từ Ái xin nhắn với quý vị là mình, như Chelsea đã nói, là tiên học lễ hậu học văn. Người Việt Nam mình rất là tôn trọng cái lễ phép. Thì khi mà các em học ở trường DeMille, các em sẽ uyển chuyển giữa hai cái ngôn ngữ rất là hay. Và quý vị sẽ rất là thích khi các em nó bắt đầu nó học lên tới cái lớp 1, lớp 2, lớp 3, các em nó sẽ thấm nhuần cái ngôn ngữ đó và các em nó sẽ sử dụng một cách rất là khôn khéo. Dạ, em cảm ơn anh chị và cũng như cảm ơn trường DeMille và hai người guest vừa rồi của chúng ta đã đến với chương trình và nói thêm những cái đề tài mà những cái gì mà có thể giúp cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta và cũng như là những trẻ em sau này có một cái tương lai khá tốt hơn, thì tại vì tiền lương sẽ được cao hơn vì khi mà mình biết được hai tiếng, cũng như Chelsea bây giờ nó bập bẹ chút xíu nhưng mà cũng được tiền lương vì mình nói được tiếng Việt Nam. Thì Chelsea cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Góc Khuất cùng với Chelsea và những người vị khách mời đã đến với chương trình của chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.